Đây mình đi lên, mình đi lên núi Tóc Húc nha. Thế hôm nay chúng ta sẽ lên Chúa lời tạ ơn và xin dâng lên Chúa để cầu nguyện cho đoàn hành hương của chúng ta. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ say sưa thánh nhân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa tỏ lòng con ước mơ. Và con và thánh thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng từ nay. Lạy Chúa, lạy Chúa là thần khi và là sự sống. Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Hallelujah. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lời đã xong, chúc anh chị em đi và một ngày mới bình an. Tạ ơn Chúa. Ôi vinh phúc thay, vì họ sẽ được chính Chúa Trời dù lòng yêu thương. Ôi vinh phúc thay, vinh phúc cho ai có tấm lòng thật thà chân chẳng tinh tinh ta, vì họ sẽ được thấy Đức Chúa trong đời vinh quang. Chân hoa vang ca muôn, vì vẫn thương Chúa. Jesus appeared to his disciples and he asked Peter 3 times, "Do you love me?" You're going to see the place, the rock. And Jesus, of course, take with his disciples after the resurrection, sent Peter fish. Okay, sau khi mà Chúa Giêsu phục sinh đó, rồi các môn đệ đánh cá và cái mẻ cá trong thiên đường của thầy Phêrô ở của thầy Gioan đó là 153 con. Thì khi lên xong rồi là Chúa Giêsu đã dọn bữa sáng ăn sẵn rồi. Sau đó tôi gọi Phêrô ra, tôi hỏi 3 lần Phêrô, anh có yêu mến thầy không? Là ở đây này. Cho những người sống đời hòa hiếu, ôi vinh phúc thầy, họ sẽ được chính Chúa Trời nhận làm con yêu. Ôi vinh phúc thầy, vinh phúc cho ai có sống lành mà bị trả tay tan tinh tinh ta, vì họ sẽ được coi đất vua vua trời ban sang tan tan tinh tinh ta. Dương chân hoa vang ca muôn, vì vẫn thương Chúa sẽ thương trao trên trời lớn lao vẫn lớn lao. Vui lên thế nhân, vui lên thế nhân, cùng nhau hãy dâng lời mà tạ ơn Chúa Trời. Đấy thì đây là cái nơi mà ngày xưa là gia đình của Phêrô ở đây, có bà mẹ vợ ở đây. Chúa Giêsu đã đến đây cho bà mẹ vợ của Phêrô, ông bị làm sốt và sau khi được chữa lành, bà đây là người đã cả đây.